Anh ơi, em Ừ. có con Note 20 Ultra ấy, Ừ. nhưng mà mấy thằng bạn nó nghịch quá, nó đặt mật khẩu ấy mà bây giờ nó lại không nhớ, em không biết mở kiểu gì. Có thật với các bạn đặt mật khẩu hay là của em nhận được? Máy của em. Thật của em. Đúng rồi. Trong đấy có tài khoản Google, tài khoản Samsung em nhớ không? Có, tất nhiên em nhớ. Ừ, nếu mà nhớ thì anh mở cho em được, nhưng mà em lưu ý là mất hết dữ liệu đấy nhé. Vâng, được rồi Chấp anh nhận ạ. không? Có, chấp nhận anh. Ok, mất hết dữ liệu và anh mở cho. Ok này nhá. Bên anh em này. Đó, thì hiện tại bây giờ cái Note 20 Ultra của bạn ấy là đang bị khóa mật khẩu như này, và bạn ấy là đúng là của bạn đấy. Và bạn chấp nhận mất dữ liệu, và tất nhiên là nếu đúng là chủ chiếc máy này ấy, thì tài khoản Google bên trong cũng như là tài khoản Samsung account ấy thì mình phải nhớ đúng không? Bởi vì là khi mà thực hiện cái thao tác phá mật khẩu này xong ấy thì máy sẽ trở lại trạng thái kích hoạt ngay ban đầu ấy. Còn nếu mà đúng tài khoản nó sẽ hỏi yêu cầu là tài khoản Google hoặc là Samsung account để kích hoạt. Nếu mà đúng là tài khoản thì mới kích hoạt được. Còn nếu không ấy, thì nó sẽ khóa và không kích hoạt được vào bên trong đâu. Như là iCloud ấy. Thế nếu là bạn nào mà có nhặt được máy hay là không phải là máy của mình ấy thì các bạn đừng comment ở bên dưới là bây giờ em phải làm thế nào nhé. Bởi vì clip này mình chỉ hướng dẫn phá mật khẩu màn hình với đúng là chủ chiếc máy này thôi. Nhớ Google account và Samsung account để vào bên trong. Đó. Còn lại là mình sẽ không khuyến khích anh em là không nhớ tài khoản và phá đâu. Nhiều anh em là theo cái clip của mình hướng dẫn phá và không nhớ Google lại chửi mình là chẳng thà tôi để đấy còn hơn. Có để đấy thì các bạn chỉ có sử dụng ở bên ngoài thôi, đâu vào bên trong phải sử dụng đâu. Mà có không phải là không nhớ được Google hay là không nhớ được Samsung account thì cũng ở cái trạng thái kích hoạt thôi, cũng chả vào bên trong được. Thế nên là mình hướng dẫn cho anh em là đúng là chủ của chiếc máy và anh em phải kích hoạt bên trong và chấp nhận là mất dữ liệu, bởi vì là dữ liệu trên máy sẽ không bao giờ lưu được. Trên thẻ nhớ và trên Google hay trên đám mây ấy thì sẽ lưu được nhé. Thì việc đầu tiên ấy là tất cả những cái máy Samsung S Note 20 Ultra để muốn phá mật khẩu ấy thì các nút này hoạt động hoàn toàn bình thường. Có là nút to nó nhỏ hoạt động bình thường này. Đó, và nút pin 3 hoạt động bình thường, ba cái phím chức năng hoạt động bình thường, bởi vì đâu phím nguồn đâu. Thì việc đầu tiên là chúng ta sẽ tắt nguồn đi. Nếu mà chúng ta giữ cái phím này thì không là chúng ta tắt nguồn được. Mà tắt nguồn bằng cách là ấn nhỏ tiếng vào pin 3 này. Nếu chúng ta ấn vào tắt nguồn chỗ này thì không tắt được đâu, bởi vì nó cho vào mật khẩu nên chúng ta giữ nguyên, giữ đến khi sập nguồn nhá. Sập nguồn này. Đó, sập nguồn thì nhanh tay giữ phím nguồn lần nữa và giữ phím to tiếng cùng một lúc. Hiện lên logo thì bỏ nguồn ra và giữ to tiếng. Để mục đích này để chúng ta vào chế độ là chế độ recovery. Vâng, thì tất cả những chiếc máy Android đều có recovery kèm theo. Bởi đây là điều tiên quyết rồi. Trừ trường hợp một số nhà sản xuất người ta tùy biến để xóa các recovery đi, hoặc người ta có thể cài một cái recovery của riêng người ta vào. Ví dụ như Oppo. Đó, Oppo thì cái recovery của Oppo là sẽ được tùy biến và phải có mật khẩu như mới xóa được. Nói chung là Oppo sẽ rất là phức tạp, Realme cũng như là con của Oppo cũng như vậy. Còn Xiaomi thì recovery nó sẽ hiển thị khác, không giống của Samsung. Còn Samsung đây là recovery rất là cơ bản của những chiếc máy Android thông thường, và Samsung người ta vẫn giữ nguyên, đúng không? Thì ở trên recovery nó có số một số thông tin cơ bản như này nhá. Thì đầu tiên là có reboot system now, có nghĩa là chúng ta sẽ khởi động lại máy này. Đó, reboot bootloader là chúng ta sẽ khởi động lại bootloader này. Update for ADB, nghĩa là chúng ta sẽ update qua cái lệnh đây ADB trên CMC ấy, ở trên máy tính ấy. Đó, CMD ấy. Cái thứ tư là update for thẻ nhớ, nghĩa là chúng ta sẽ update phần mềm qua thẻ nhớ. Và những cái update này thì nó không đóng góp gì trong vấn đề là chúng ta xóa được mật khẩu, và chỉ là update Android thôi. Trong trường hợp bị treo máy chẳng hạn thì chúng ta sẽ dùng cái lệnh này chúng ta update lại để cho máy chạy hoạt động bình thường, đúng không? Cái thứ năm nó sẽ là wipe data factory reset, thì đây là cái mà chúng ta cần để chúng ta phá mật khẩu. Đó, thì ở ngay bên dưới nó cảnh báo này, chúng ta nhìn nào. Khi mà reset máy của bạn ấy thì phải cái gì à? Mình không hiểu tiếng Anh lắm, nhưng đại loại như là nó sẽ khuyến cáo là phải đăng nhập tài khoản Google để mail để kích hoạt mail và mật khẩu ấy, thì phải nhớ được mail và mật khẩu để kích hoạt đấy. Đó, mình chỉ biết là đại loại như thế thôi. Nó ngày cảnh báo chữ màu đỏ đây, chữ màu đỏ thì bao giờ cũng thể hiện sự nguy hiểm, đúng không? Đó, lưu ý nhá. Đây, còn những cái dưới thì chúng ta không quan tâm, những cái này thì chúng ta không quan tâm đâu nhá. Mà chúng ta chỉ quan tâm đến wipe data factory reset đây. Đó, chúng ta chọn được mục này và chúng ta ấn nguồn nhá. Đây, thì nó sẽ vào cái chỗ độ là wipe data này. Đó. Câu hỏi là có wipe toàn bộ dữ liệu, có thể xóa toàn bộ dữ liệu đi hay không? Thì nó mục ở trên là can, có nghĩa là hủy bỏ, và một cái dưới là factory vẫn đồng ý nha. Chúng ta chọn dưới và chúng ta chọn ấn nút pin 3 để chọn này. Đó. Đó, thì bên dưới nó chạy này. Đó, thì ở đây chúng ta có thể nhìn thấy nhá. Nó format bộ nhật kích này, nó format metadata, nó format key data này. Nó format hết và data nó wipe data thành công này, có nghĩa là nó format. Thì sau khi làm thế này nó sẽ trở lại trạng thái ban đầu luôn. Thì chúng ta sẽ ấn vào reboot system now. Đó. Nó đơn giản như vậy thôi, đã phá được mật khẩu rồi. Đó. Anh em thấy rất là đơn giản không?
chỉ mất của chúng ta đâu tầm mấy phút thôi là chúng ta có thể xóa được mật khẩu. Nhưng mà lưu ý nhá, khi format xong ấy thì máy sẽ trở lại trạng thái xuất xưởng, với trở lại trạng thái ban đầu ấy, thì cái lúc mà nó khởi động này thì nó sẽ khởi động đâu mất tầm 5 phút đấy. Thế anh em phải kiên nhẫn chờ đợi nhá, không thấy lâu quá nghĩ bị treo làm lại không được nó mất công này, thì anh em kiên nhẫn là chờ đợi mất tầm 5 phút thì nó sẽ trở lại trạng thái ban đầu đó, thì cùng chờ đợi nhá. Ok nhá. Đó, thì sau khi chờ đợi khoảng 5 phút ấy thì nó khởi động lên đấy, thì ngay màn đầu tiên này đó, nó báo chúng ta là sẽ cùng đi nào, thì các bạn ấn vào đấy nhá. Đây, đồng ý hết đi và tiếp theo đó, thì đây là cái sản phẩm là mình làm minh họa thôi, cả nói thật là cả cái bạn mà vừa bảo là phá hoại em cũng là diễn thôi đó. Thế nên là nó sẽ không có tài khoản Google hay Samsung account ở đây đâu, thế nên là nó sẽ chỗ này chúng ta sẽ bỏ qua được. Còn nếu mà nó cái bỏ qua chúng ta không bỏ qua được ấy, thì bắt buộc là chúng ta phải đăng nhập wifi và chúng ta đăng nhập tài khoản để kích hoạt nhé. Chúng ta có thể bỏ qua được này, không sao chép này đó. Các bạn thấy không? Đó, rất là dễ thôi. Nói chung nó hỏi gì không hiểu cứ bỏ qua cho nó nhanh. Còn nếu không bỏ qua được thì chứng tỏ là chúng ta phải có tài khoản cái thứ đúng không? Đó, thế là phá được mật khẩu thôi. Đơn giản vậy thôi. Các bạn thấy không? Rất là dễ thôi. Đó, thì bạn nào mà không làm được nhé và có thắc mắc gì ấy thì các bạn thử xem kỹ lại video, hoặc là các bạn có thể comment bên dưới video thì mình sẽ hướng dẫn lại cho. Còn bạn nào mà làm được và thấy cái này hay, các bạn làm mà bạn thấy này hay thì các bạn cho mình một like ủng hộ và các bạn chia sẻ cho mọi người cùng xem. Đó, thì nhớ subscribe kênh YouTube nha. Mình sẽ đưa rất nhiều cái clip với cái thủ thuật là phá mật khẩu của những chiếc điện thoại, những chiếc smartphone đến với tất cả các bạn trong thời gian sớm nhất và theo yêu cầu các bạn nha. Cảm ơn các bạn xem clip, chào và hẹn gặp lại.